Đấy rồi. Nhận lấy nè, em quên luật lệ rồi sao? Chán quá đi. Là em tự làm đó. Ôi, kẹo của em. Tớt đây, em sẽ bị phạt. Trùm rít. Thả em ra. Em không di chuyển được. Ồ, xin lỗi nha. Gì chứ? Chào các em. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là lớp học của tôi. Sao mà xấu tính vậy? Chúng ta quay lại học thôi. À, phải rồi. Đến giờ học sinh học rồi. Học sinh yêu thích của cô đây rồi. Lên bảng đi. Nhanh lên. Lại nữa à? Tại sao chứ? Chúng ta làm sao đây? Tuyệt vời. Trim trích. Cái này đặt ở đâu đây? Có ai biết câu trả lời đúng không? Cho mình xem trên bộ xương đi. Mình không biết. Mình cũng không. Ở đó à? Ồ, mình đã chờ đợi chuyện này. Trim trích. Hoàn hảo. Tiếp tục thôi nào. Trim trích. À, nó còn sống. Chạy đi, tránh xa mình ra. Thả mình ra đi, làm ơn. Chạy đi. Hiu, chúng ta phải tách ra. Sắp bị đuổi kịp rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi đâu hết rồi? Lạ ghê. Cô ấy sẽ không nhận ra chúng ta như thế này đâu ha. Đến lúc làm việc rồi. Nè, em đang tìm ai à? Tụi em chắc chắn không phải là họ. Nè, cái này có phải là của em hay không? Chào cô. Họ đâu rồi? Rời khỏi đây thôi. Hiu, suýt nữa thì xong. Ồ, gì vậy? Ồ, cũng không có đâu. Râu à? Thì ra là em. Ủa, được rồi, các em không thoát được đâu. À, chạy đi. Chạy đi. Cô sẽ bắt được các em dù thế nào đi nữa. Dừng lại, bọn nhóc. Bắt được rồi nha. Giờ các em không thoát được đâu. Cô đảm bảo các em sẽ không trốn được nữa. Cô sẽ giữ chìa khóa. Chơi vui nha. Mọi người đâu rồi? Cứu với. Các em có phải là các em hay không? Hả? Cô phải đưa các em ra khỏi đó. Đợi chút nha. Ô không. Đợi một chút. Cái này sẽ hiệu quả. Trim trích. Thành công rồi. Các em à, các em có sao không? Cô đã cứu tụi em rồi. Cô rất mừng vì cả lớp không sao. Cô là người hùng của tụi em. Ồ, đừng nói vậy. Đây là công việc của cô. Các em đã chuẩn bị rồi à? Bộ tóc giả đẹp đó. Đi với cô nè. Vào đi. Vào chỗ nè. Chúng ta bắt đầu thôi. Cô ấy đang làm gì vậy? Lấy giấy đi nè các em. Bắt đầu viết thôi. Bài học thứ ba. Sao có nhiều khuôn mặt buồn vậy? Chán quá đi. Em không muốn viết. Phải làm sao đây? Ồ, cô biết rồi. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Ồ, được đó. Đi thôi nào. Sẵn sàng chưa? Các em phải sắp xếp tủ trong hình. Ồ, ghê quá à. Đừng lo, sẽ ổn thôi. Chỉ là ảnh thôi mà. Có bất ngờ bên trong tủ đó. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên, xáo trộn tủ khóa. Xoay, xoay, xoay. Các em có đoán được phần thưởng ở đâu không? Khó quá à. Các bạn ơi, giúp tụi mình đi. Cái tủ nào có phần thưởng vậy? Ồ, mình biết rồi. Phần thưởng là... ở đây. Để xem nào. Ồ, có một cái rương. Không phải là thứ chúng ta cần rồi. Hay là nó ở đây? Đoán hay lắm. Hết ghi. Đừng lo. Còn có một cái tủ cuối cùng mà. Nhìn kìa, chúng ta tìm thấy phần thưởng rồi. Chúng ta làm được rồi. Chúc mừng nha. Các em làm tốt lắm. Nhận phần thưởng đi các em. Hay quá à. Nhanh tay lên. Mở nó ra đi. Nhìn kìa, nó giống như trò chơi vậy. Chúng ta cần cái tủ thứ ba. Chính xác. Chúng ta có gì đây ta? Wow, nhiều kẹo quá đi. Nhìn kìa, khét nếp. Các em đã thành công. Wow, nhiều đồ ngọt quá đi. Tuyệt vời. Tất cả là nhờ Miss Circle. Ồ, đừng nói vậy mà. Là nhờ công sức của các em hết đó. À ha, bắt được các em rồi nha. Nghĩ các em trốn được à? Em là người tiếp theo. Ô không, chạy đi. Quá muộn rồi. Các em đã vào tay cô. Thả tụi em ra đi. Làm ơn mà. Tránh xa họ ra. Các em xong rồi.
Poppy nhìn đi, mình tìm thấy một lối thoát. Nhưng tụi mình cần lượt like, đối phó với cô ấy đi. Phải rồi các bạn, hãy like video này để tụi mình có thể thoát khỏi Miss Circle nha. Tụi mình cần các bạn mà. Làm ơn cho tụi mình lượt like đi. Thành công rồi. Ai gọi cho mình vậy? Còn quái vật này đâu ra vậy? Cứu với. Wow, cảm ơn nhiều nha. Chúng ta đến gặp Miss Circle thôi. Các em ổn chứ? Lấy la bàn ra đi. Nhanh lên. Nào. Tốt, chúng ta đi thôi. Chờ chút. Cái gì trong ngăn kéo nè? Muốn biết không? Kiểm tra đi. Đây rồi, nhìn cái rương nè. Mở nó ra nào. Cô muốn xem thứ bên trong quá. Vậy thì mở nó ra đi. Wow, là dành cho cô đó. Đi thôi. Cô vui quá à. Để xem còn gì nữa. Thú vị ghê. Em muốn vẽ quá. Đây, cầm lấy đi. Các em bắt đầu vẽ được rồi. Hay quá. Vui quá đi. Em nghĩ thành quả được đó. Để cô xem. Wow, các em có tài đó nha. Để cô làm gì đó. Rim rít. Cô sẽ giữ cái này. Ô không, lại nữa à. Ô, cũng mất thời gian đó nha. Ừ. Cô ấy ác quá đi. Kinh khủng thật mà. Ô, em sợ. Im lặng, không thì các em sẽ phải hối hận. Cô đã cảnh báo rồi mà. Ai là người đầu tiên? Cô biết rồi. Rim rít. Cúi xuống. Tạm biệt. Em là người tiếp theo. Gì chứ? Đừng mà. Im lặng. Dừng lại đi. Im lặng đi. Không được vẽ nữa. Rõ chưa? Giờ thì mọi thứ sẽ luôn theo ý cô. Mình nên làm gì đây? Các em sẽ phải làm bài kiểm tra. Được rồi. Cô đừng phạt tụi em là được mà. Đừng có nghĩ tới chuyện gian lận đó nghe chưa. Cái gì đây? Ồ, các em. Trim trích. Cái này sẽ dạy cho tụi em một bài học. Ai là người cuối cùng hả? Họ sẽ khắc ghi chuyện này. Có ai đưa mình ra khỏi đây không? Nè. Hey, mình sẽ giúp cho cậu. Đợi chút nha. Phew, may mà mình thoát được. Các em đâu rồi? Poppy, làm sao để đưa cậu ta ra? Mình không biết. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng là ác mộng mà. Miss Circle, giúp em với. Ồ, cô có ý này. La bàn sẽ giúp cho chúng ta. Trim trích. Wow, mình lại tự do rồi. Cảm ơn cô nhiều. Cô là nhất. Còn tiền hóa trang thì sao? À, đúng rồi. Mình suýt thì quên mất. Đến giờ rồi. Tuyệt vời, chúng ta đi thôi. Vừa kịp lúc nha. Wow, tuyệt quá à. Nè, nhảy thôi. Hôm nay mình sẽ là cảnh sát. Ồ, còn mình là Spider-Man. Ha, hôm nay mình sẽ là Barbie. Dễ thương quá, đúng không nè. Trang phục của chúng ta xinh thật, mọi người. Ồ, tụi mình không có trang phục. Chúng ta phải giải quyết chuyện đó. Đợi chút. Cô sẽ làm nhanh thôi. Tự làm trang phục thôi. Wow, mình thấy nó xinh lắm. Thấy trang phục của mình thế nào hả? Tuyệt đó, mình cũng thích trang phục của mình. Được rồi, cô đã sẵn sàng. Wow, Miss Circle, nhìn cô lạ quá đi. Cô đẹp thật đó. Nhìn kìa, chúng ta có khách rồi. Các em à, bung lụa hết mình thôi nào. Thì ra là họ ở đây. La la la. Song sinh của mình đây ạ. Để mình kiểm tra. Mình không biết có phải là cô ấy hay không. Chắc chắn là cô ấy. Hãy đợi đó đi. Mình sẽ không rời mắt đi phút nào. Trim trích. Hay lắm. Giờ thì họ sẽ không nhận ra mình. Chuyện gì vậy? Hả? Thầy hiệu trưởng. Đã nói không được tổ chức tiệc rồi mà. Các em sẽ bị phạt. Úp. Ra khỏi đây thôi. Ô, nhưng tụi em mới chơi vui thôi mà. Chúng ta thỏa thuận với nhau nha. Cô đang nói gì vậy? Ô, đừng khóc mà. Tôi chỉ thích chi. Lớp ngụy trang của mình. Ô, xin lỗi nha. Miss Circle, là cô à? Đúng, cô bắt được tôi rồi. Nhưng vậy cũng không làm gì được đâu. Cô vẫn sẽ tống cô đi.
nghĩ là hiểu lầm thôi mà. Đâu rồi? À, phải thoát khỏi đây thôi. Mong là hiệu quả. Hoàn hảo. Đừng trốn nữa. Ai viết thế này? Đám nít ranh. Hiu, xém thì tiêu tùng rồi. Phải trốn tiếp thôi. Ồ, mong cách này được nè. À, cậu đây rồi. Kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. Vô đây. Tạm biệt đi lai. Giờ đừng hòng trốn thoát nữa nha. Thấy mê liền chứ hả, cô đi lai. Cứ cố gắng cứu người đi. Được hay không thì khó nói à nha. Làm sao thoát khỏi đây bây giờ? Có ai không cứu với? Bob. Cửa bị khóa mất rồi. Còn thời gian thì hết dần. Mọi người năn nỉ mà. Tăng lượt thích video mới thoát được. Cố lên nào, tiếp tục đi. Được cứu thật rồi à. Hiu. Vừa kịp lúc. Ồ, tiếng to lắm cho mà coi. Sao vậy? Ồ, có vẻ gặp may rồi. Hiu. Cảm ơn các bạn nhiều. Không thể nào. Sao thoát được chứ? Lần sau đừng mơ được nương tay nha. Tôi ghét cô đi lai à. Đợi tôi tới liền đây. Không, dừng lại. Cô sao cô, đừng mà. Im lặng. Au. À! Ai để này ở đây? Em đó hả? Cậu thấy chứ hả? Ồ. Được rồi, chính trò yêu cầu nha. Xin chào. Đúng, đang đợi đây nè. Ồ, nhanh ghê. Đám nhỏ bị làm sao hả? Để mình giúp cho. Biết ngay tin tưởng mi được mà. Lúc nào cũng được. Xử bọn nhóc đi. Ai đầu tiên? Xem đứa nào khỏe nhất nha. Ồ, cưng thấy hài hước lắm hả bé con? Mi gặp chuyện thật rồi đấy. Hình như gặp rắc rối thật rồi. Cưng để nó ở ghế chứ gì. Không phải em. Cô đi lai ơi. Dừng lại. Đừng đụng đứa nhỏ mà. Không thì tôi xử cậu đó nha. Không được cắn. Ra ngoài. Coi chừng tôi đó. Vô lỗ ghê. Cưng à, không sao rồi. Ngồi đi nào. Cô lại cứu em rồi. Đúng vậy. Nhưng mình cần làm bài kiểm tra. Hay thôi nha cô. Dễ thôi mà. Bài của trò nè bé con. Đừng lo, con làm được mà. Này đừng kiểm tra mà. Ồ. Thôi nào mấy đứa. Ồ, xin cô đó. Sao từ chối mấy đứa được đây? Ghê quá à. Làm kiểm tra ngay đi coi. Không thì học lại với cô hết. Ồ, mấy đứa, cổ không giỡn đâu. Viết nhanh lên đi. Học năm nữa chắc chết mất. Chỉ cần đạt điểm thôi mà. Mình làm được mà. Không ai thấy cả. Coi phao xíu thôi, để xem. Ồ không. Cấm điện thoại. Bài học cho trò đấy. Gì hả? Cơ hội của mình tới rồi. Dễ như ăn kẹo luôn. Được rồi, câu tiếp theo. Ta thấy gì đây hả? Ồ, điểm F. Tốt lắm, vì em xứng đáng. Ồ không, mấy đứa. Cô sơ cô, đừng khắc nghiệt vậy mà. Không phải chuyện của tôi. Mấy đứa, nộp bài đi. Có vẻ còn lâu mình mới thoát khỏi cô được. Thôi nào. Dạ đây cô sơ cô. Nộp đi. Phần yêu thích đây rồi. Tất cả là điểm F. Tiếp theo. Này, gì đây hả? Này các em, ai cũng xứng đáng hết. Các em nữa đó đây. Cảm ơn cô tốt bụng quá à. Sao cô dám hả? Này, đi lai, muốn điểm F chứ. Coi tôi đuổi cổ cô khỏi trường bây giờ. Môn gì tiếp đây nhỉ? Ồ, môn hóa. Ngon quá đi. Cô đi đâu vậy? Vừa biến mất luôn hả? Gì đây? Xin chào. Mi, đồ sâu bọ. Trơm trích. Này, lỡ trúng mắt của mình thì sao? Đố cậu bắt được mình. Chạy đi đâu đấy hả? Đố bắt được mình, đố bắt được mình. Phải đi ngay thôi. Ồ, bài của em ạ. Gì hả? Để xem nào. Trơm trích. Bắt đi lai đi. Vâng ạ. Mèo. Đừng hòng thoát khỏi ta. Ha.
chơi trò mèo vờn chuột sao? Triển liền nào. Bắt được rồi. Tính sai rồi. Dừng lại. Này, sao thế hả? Có vẻ thuốc hết tác dụng rồi. Chuyện gì vậy nè? Gì đây? Cho mình xin cái xô này nha. Quay lại coi. Lại nữa à? Có vẻ thoát nạn rồi. Thế cậu tính làm gì hả? Trận đấu đồ thủ công đi. Mấy đứa thích ý này không nào? Tuyệt. Triển đi cô, nhanh lên. Là chú đi like đấy à? Người đâu rồi? Gì cơ? Là tấm rèm thôi mà. Đừng hòng mà thắng nha. Được rồi. Xem tôi có gì nè. Là mẫu của mình mà. Thôi chắc đấy. Trò đặc biệt này của cô nè. Đảm bảo mê luôn. Wow, tuyệt quá. Đỉnh của chớp. Vâng, em cũng thích nữa. Sao vậy được chứ? Mẫu của cô đẹp hơn trăm lần. Vì nó là của cô. Nhìn u ám quá đi. Điểm không ạ. Tệ hết mức có thể. Gì hả? Sao em dám chứ? Phải trốn ngay thôi. Giờ mới là trận chiến thật sự đây. Trùm trích. Một điểm cho tôi. Cố mà theo nha. Chỉ một thôi à. Muốn gì? Mình không muốn. Nhưng phải cho cậu biết tay thôi. Trùm trích. Woohoo, cô đi like. Quá đỉnh luôn. Vẫn chưa xong đâu. Thua rồi nha. Đừng nhìn tụi em. Giờ đến lượt mình. Không, lượt của tôi. Được rồi, con nói gì cũng đúng cả. Tốt hơn rồi đấy. Nhận thất bại đi. Ô không, cổ sắp thắng rồi đó sao? Chà, vậy đấy. Thế là xong. Ta thắng rồi. Ồ, tiếc quá đi. Chúc mừng cậu chiến thắng nha. Gì đây, bày trò lừa tôi đấy à? Bàn tay có độc hả? Được rồi, chơi tốt đấy. Woohoo, cô đi lai đỉnh của chớp. Đừng vỗ tay nữa. Tụi em không dám nữa đâu. Không khát nát nữa luôn. Hiểu chưa? Giờ thì cho vào hộp đi. mình nhớ cậu lắm. Làm ơn đó, tử tế với nhau. Chỉ là trẻ con thôi mà. Làm ơn. Tạm biệt. Này, khát nát. Cậu ở đâu hả? Chắc ở trong này rồi. Chỗ của mình. Được rồi. Hay ở bên đây nhỉ? Lạ quá. Xô này nhìn quen quá đi. Cậu nhóc hẳn là ở đây nhỉ? Sao nhóc cần thế này chứ? Ghê quá à. Ở đây thì sao nhỉ? Không. Phải tìm cách giải quyết thôi. Tội khét nát quá à. Cơ hội tốt nhất là đây. Kết liễu cô đi lai ngay thôi. Trùm trích. Nè đi lai, mình đang tìm cậu đấy. Đi dạo xíu không nè. Đợi đã, còn việc này phải làm. Tính bày trò gì vậy? Hay là âm mưu chống lại mình đây? Được rồi, xong rồi nè. Sao cô đâu rồi nhỉ? Chắc lại trượt chân rồi. Sao vụng về thế? Mình thích trở lại lớp học này quá đi thôi. Wow. Làm sao uống công nó bây giờ? Hình như nó sắp công rồi. Để em uống thử xem. Em hả? Ok. Trơn trích. Wow, giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ gắn sàn ngang vào. Xuất sắc. Em muốn ngôi nhà có bộ lông y như vậy nè. Wow, tuyệt. Đây đúng là cái chúng ta cần. Anh thấy gì không, khát nát? Được đó, đưa đây. Chúng ta sẽ sử dụng nó. Wow, không thể tin được. Bước đầu tiên đã xong. Chúc mừng em. Chúng ta làm được rồi. Bên trong đẹp quá à. Em thích nó không? Tất nhiên là thích rồi. Em sẽ xây phòng bí mật cho mình. Anh có ý này nè. Chúng ta sẽ cần một cuộn giấy bạc. Và thêm cuộn nữa. Phụ anh một tay đi.
Dạ. Vò nát nó lên. Tuyệt. Giờ phủ vào bên trong nhà đi. Cái này em làm được nè. Ôm, đẹp quá. Bây giờ sẽ sơn phần lông nha. Màu đỏ rất hợp cho vải bọc. Bây giờ chỉ cần gắn vào tường thôi. Xong rồi. Hóa ra cũng đẹp đó chứ. Thêm một cái nữa nha. Wow, đẹp quá à. Anh cũng thích nữa. Thêm ít đèn nữa nha. Em nghĩ sẽ đẹp lắm đó. Disco, wow. Bé yêu cũng có gu lắm đó. Ha, tiếp theo là gì đây? Bây giờ cần một cái bàn. Chúng ta sẽ đi làm nó. Ok, không có ai cả. Mình phải tìm vật liệu thôi. Chưa thấy gì cả. Cái này được nè. Nặng quá à. Wow. Em yêu, anh nhớ em lắm. Tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ. Em dễ thương quá đi. Em muốn uống sữa không nè? Trum trít. Để anh rót cho em nha. Em thích nó hả? Úp. Chờ anh chút nha. Giao hàng trum trít hả? Hỏa tốc nha. Giao hàng trum trít đây. Hoa của bạn nè. Cảm ơn, anh bạn là số 1. Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa rồi. Ô, em yêu, em đồng ý lấy anh nha. Anh ta điên hay sao vậy trời? Ha ha. Tiếp theo sẽ hẹn ai đây? Cái tô hả? Dám xúc phạm người yêu ta à? Ê, bình tĩnh đã anh bạn. Anh dám nói như vậy à? Ồ, cái này được nè. Nhanh lên em yêu. Chúng ta đi thôi. Bé yêu ơi, chắc cô bé ngủ rồi. Quan trọng không làm cô bé dậy là được. Ủa? Hiu, tí nữa tiêu rồi. Ô không, đừng mà. Không. Đợi mình chụp lại nha. Hiu, chắc lần cuối cùng rồi. Ô không. Au. Cô bé chưa tỉnh sao? Wow, đến lúc bắt tay vào việc rồi. Sơn nó trước cái đã. Trơm trít. Sáng rồi đó. Đúng cái mình cần nè. Bây giờ chúng ta phải đảm bảo kết cấu. Nhưng cái chính là không được tạo ra tiếng ồn. Bọc bánh xe lại trước đã. Tuyệt lắm. Bây giờ phủ lớp nhựa mỏng lên. Phiêu. Xong rồi. Lau sạch lại nha. Này, anh làm cái gì mà ồn quá vậy? Ủa? Anh làm cái gì vậy? Nhìn đi, cái bàn nè. Wow, đẹp quá à. Cảm ơn anh khát nếp. Ăn mừng nào. Trum trít. Vị ngôi nhà bí mật. Ú, ngon quá à. Em thích không? Em thích lắm, cảm ơn. Xong cái bàn rồi. Bây giờ tới cái đèn nha. Nhưng biết lấy nó ở đâu đây? Anh có cách rồi nè. Đúng, chính xác. Cái nắp. Chúng ta sẽ gắn nó lại với nhau. Như vậy nè. May là mình có nhiều nắp đó. Và thêm ít lên nữa. Phủ nó lên. Và rải hạt cườm lên nè. Đẹp quá đi. Chưa hết đâu. Bây giờ chúng ta sẽ làm điện. Không có lượt like sẽ không mở khóa được. Các bạn ơi giúp bọn mình nha. Hãy like video này để bọn mình hoàn thiện cái đèn ha. Các bạn ơi, trông cậy vào các bạn hết đó. Bọn mình cần cái đèn này. Hãy like video này nha. Wow, mở rồi nè. Cảm ơn các bạn, mãi yêu. Yêu các bạn lắm. Cầm đi. Cái này để làm gì vậy? Để vẽ đó. Đây. Vậy em sẽ vẽ mắt nha. Cũng được đó. Tai nè. Hay quá à. Chúng ta có đèn khát nát rồi. Tuyệt quá, sáng rồi nè. Ủa, chuyện gì vậy? Tiếng ồn gì lạ vậy ta? Tiếng ồn ở đâu ra vậy? Anh khát nát. Để anh xem thử. Ai vậy? Không. Một gã điên với cái bàn cào. Hắn ta đã lấy trộm xe đạp của tôi. Hắn kìa. Đang nói mình đó hả? Chà chà, trơm trít cảnh sát. Cấm nhúc nhích nha. Cậu cũng vậy. Để đó cho tôi. Chết mình rồi. Cầm giùm tôi. Wow, vô xì hả? Đưa hai tay ra sau lưng. Cảnh sát Macarin đây. Kiểm soát tội phạm.
đúng sai của mình nè. À, ha. Nhưng đây là phiếu giảm giá mà. Đủ rồi, vào tù rồi nói. Này, giao hàng, lại đây. À, anh ta đang nói mình hả? Kiểm tra toàn thân. Cậu có mang đồ cấm không? Cha cha cha, súng bắn điện à. Chỉ có cảnh sát mới được mang thứ này thôi. Nói thật tôi chưa bao giờ thấy nó luôn. Cậu đang giấu gì nữa không? Gậy rút. Cậu nghĩ mình là ai hả? Ngươi tiêu đời rồi. Ha ha, thấy rồi, búp bê Barbie à. Cái gì? Ngươi chơi búp bê hả? Make up quen quá vậy. Tôi sẽ quay lại liền. Cậu cũng vậy. Ê, ai thả tôi ra đi chứ? Không. Dễ thương quá. Mình sẽ cần cái này. Nè cục cưng, xem anh có gì nè. Wow, đẹp đó nha. Mình biết cách dùng nó rồi. Anh sẽ quay lại liền. Ok, bắt đầu nào. Rẽ đinh lên trên tấm bìa cứng. Bây giờ đóng nó thành từng hàng. Trơm trích. Tuyệt. Rải hạt cườm lên nha. Đẹp quá à. Bé yêu, cho anh mượn cây bút đi. Ô, bút nè anh khách nát. Cảm ơn. Và chúng ta sẽ cần một ít chỉ nữa. Rồi quấn vào đinh. Lưỡi liềm đẹp quá à. Wow, còn phát sáng nữa. Đây là nơi dành cho nó. Gạch bỏ nó khỏi danh sách được rồi. Bây giờ tới bàn chân nha. Ghế nệm này được nè. Ý tưởng hay đó. Nhưng nhìn nó không giống bàn chân cho lắm. Em biết cách chỉnh rồi nè. Em không lấy được. Giúp em với. Ok, sao mà từ chối được chứ. Lấy được rồi nè. Và bây giờ trơm trích. Wow, tuyệt quá à. Em thích cái này. Anh cũng vậy. Trang trí ghế nệm thôi nào. Đỉnh đó. Giờ chúng ta có ghế nệm rồi. Mềm mại và thoải mái quá đi. Thêm một cái nữa đã xong. Anh sẽ về liền. Ok, để xem dùng cái gì đây. Wow. Hay quá. Không, ai vậy? Con yêu ơi, con đâu rồi? Mình phải trốn mới được. Không, không kịp rồi. Có cách rồi nè. Làm như vậy cô ta sẽ không nghi ngờ gì được. Hy vọng là được. Trơm trích. Con yêu ơi, con còn ngủ hả? Ngủ đi con yêu. Ủa, sao đồ chơi lại nằm trên sàn nhà? Không được. Sạch sẽ rồi đó. Mình quên bạn luôn. Đi với mình nha. Chúng ta có khách nè. Wow, em vui quá à. Nhưng không chỉ mỗi cái này đâu. Chúng ta sẽ có rèm cửa nữa. Nhìn mấy dải ruy băng này đi. Bây giờ nối nó lại. Để xem đẹp không nha. Wow, đẹp quá à. Em thích không? Quá thích luôn à. Bắn tim. Ủa, anh khát nát. Còn cái đuôi thì sao? Đừng lo, để đó cho anh lo. Tuyệt. Vật liệu đây. Đầu tiên vẽ đường đánh dấu lên. Tuyệt. Bây giờ cắt nó ra nha. Dán nó lại với nhau. Không tệ lắm. Bé yêu, ném gối qua đây. Đây, chụp nè. Wow, cảm ơn em. Mềm hơn nhiều rồi đó. Bây giờ may cái đuôi lại. Còn xịn hơn mình tưởng tượng nữa. Đúng là cái ghế dài thoải mái. Qua ngồi thử đi bé yêu. Wow, không thể tin được. Ủa, chuyện gì vậy? Chào con yêu. Wow, là mẹ thật luôn nè. Tất nhiên rồi con yêu. Phụ bọn mình làm cho xong ngôi nhà nha. Ồ, con mệt quá. Mọi người làm giùm con nha. Để nó nghỉ ngơi đi. Để tôi giúp cậu ha. Bắt đầu từ đâu đây? Làm cầu tuột trước đi. Ok, vậy đẩy nó qua một bên đi. Tuyệt. Giờ gắn nó vô ha. Xuất sắc. Bé cưng, dậy xem cái này đi. Ê, đừng đánh thức nó dậy.
cô ấy bị gì vậy? Ngốc quá à. Tại sao? Anh đang làm gì vậy? Chúng ta cần phải làm răng. À, em nói phải. Sữa rất tốt cho răng. Chúng ta cần nó. Xem em nghĩ ra cái gì nè. Nếu chúng ta bơm nó vào ngôi nhà, răng sẽ mọc lên mà không cần phải làm gì cả. Đến lúc làm việc rồi, như vậy thì mình sẽ mạnh hơn. Wow, nhiều sữa quá nè. Anh nói đúng ha. Thành công thật kìa. Chúc răng chắc khỏe. Meow. Anh hài hước quá đi. Ngon ghê. Cảm ơn anh. Muốn chơi không nè? Anh sẽ ném. Bắt đi. Nhìn kìa, quả bóng nhìn như cái mũi vậy. Nó hoàn hảo luôn đó. Chúng ta phải sơn nó lại. Tốt hơn, mình sẽ phủ đất sét lên. Anh thấy sao nè? Wow, chào buổi sáng. Hay quá à. Ba mẹ làm nhiều thứ quá đi. Cái mũi xinh ghê. Mẹ đã làm nó đó. Còn có cả lưỡi nữa nè. Ba mẹ là nhất. Con bé thích lắm kìa. Cầu trượt chơi vui quá à. Đây là căn nhà tuyệt nhất trên đời. Cảm ơn ba mẹ. Chưa hết đâu nha. Chúng ta sẽ làm tay cho căn nhà nữa. Con biết cách đó. Đi nào, chờ mẹ với. Mình chơi được rồi. Mình không thể vượt qua màn này. Hay đó nha. Mình cũng muốn chơi. Xin lỗi nha. Mình nên làm gì đây? Mình có ý này. Cậu phải có cần di chuyển. Sẵn sàng đi. Cậu có vui không? Nhỏ quá à. Mình chỉ có vậy thôi à. Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ làm cho cậu cần di chuyển to hơn. Cắt phần đế. Chúng ta phải cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt các nút từ miếng foam. Tuyệt vời. Bây giờ thì làm các phần khác. Sẽ sáng rực luôn đó. Ta-da. Cần di chuyển đã xong rồi. Bây giờ cậu có thể chơi rồi. Cậu thấy sao nào? Chúng ta chơi cùng nhau đi. Theo mình. Đi thôi. Vui quá xá. Đúng đó. Chúng ta qua màn rồi. Tuyệt vời. Wow, hoàn hảo. Nhìn kìa, cái này sẽ hữu ích đó nha. Chúng ta có nên lấy không? Đừng có gây chú ý đó. Sắp tới rồi. Đừng mà. May quá đi. Ai đó? Không phải chứ. Chúng ta làm sao đây? Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chờ chút, con có ý này. Cái này sẽ làm nó bình tĩnh. Phải ha. Bắt lấy nè, đớp đi. Thành công rồi. Đôi tay đây. Con à, chạy đi. Hay quá. Nhà của chúng ta có tay rồi. Wow, xinh xắn ghê. Em à, tụi anh quyết định chơi một chút. Nhìn nè. Hay đó nha. Anh ngồi lâu quá rồi. Gỡ màn hình ra thôi. Nè, sao vậy? Nó bị hỏng rồi à? Chờ chút, ba sẽ tìm cách. Cậu có thể giúp được đó. Hai người, chúng ta đã trở lại với diện mạo mới. Dễ thương đó, thử lên đi. Có hơi nhỏ ha. Nhưng mà anh biết cách sửa lại. Hoàn hảo, giữ chặt vào. Rồi, hay nhá. Wow, ba hay quá à. Tuyệt vời. Bây giờ tay vừa với ngôi nhà rồi. Hoàn hảo. Gì đây? Tấm thảm. Nhiều thư quá đi. Chúng ta không có chỗ lưu trữ đâu. Để cho anh. Được rồi, gói hàng của mình đây. Biên nhận đâu? Wow, hoàn hảo đó nha. Chúng ta phải lừa cậu ấy. Gì đây? Thỏi sô-cô-la. Thơm quá à. Chờ chút, mình có ý này. Lá thư, hay quá đi. Chờ chút, trao đổi đi, bạn hiền. Cái này hả? Cầm đi. Hoàn hảo. Hả? Mình không hiểu. Thỏi sô-cô-la đâu rồi? Chờ chút. Phải chạy thôi. Trả thỏi sô-cô-la lại đây.
May ghê. Xong rồi, đã có cái hộp. Wow, mềm quá à. Không còn bừa nữa, con thích lắm. Cảm ơn ba. Úp, đến đây. Thỏi sô-cô-la của mình đâu? Mình sẽ không bỏ qua. Chạy đi ba ơi, chúng ta cần giúp đỡ. Con biết rồi. Chúng ta cần có hàng rào. Ba ơi, hàng rào ở đâu vậy? Chờ chút con yêu. Nó đây rồi. Cầm đi. Sô-cô-la, mình thích nó. Cậu ấy đi rồi. Chúng ta phải rào nhà của mình lại. Như vậy, bây giờ chúng ta an toàn rồi. Đẹp quá đi. Không, trả sô-cô-la lại cho mình. Đừng mơ vào được nha. Cố lên ba ơi. Chờ chút. Cảm ơn nha. Hay quá à. Đến lúc mình mài móng rồi. Cảm giác tuyệt quá đi. Mèo. Xin lỗi, ngôi nhà đang đánh anh. Các bạn khát nếp lại mài móng à. Chờ chút, em có cái này cho anh nè. Cột mài móng của anh đây. Anh đâu còn nhỏ nữa. Nhìn cũng được mà. Anh muốn cái lớn hơn cơ. Em sẽ cho anh cái lớn hơn. Thật sao? Wow, mang nó đến đây đi. Anh có thích không nè? Dễ thương quá à. Mèo, hay ghê. Được rồi, em cũng muốn một cái. Wow, anh à dậy đi. Có sao không dạ? Có hơi chút. Đi đi, đớt đi. Cậu ấy không ngờ tới đâu. Đuôi mình. Hãy đợi đó nha. Rơm rít. Không, cậu làm gì vậy? Đừng mà. Đủ rồi nha. Cậu tiêu rồi đớt đi. Được, tới đây đi. Là cậu gây sự trước. Sao nào? Nhận lấy nè, cái đồ tiếm liệm tìm sim. Đồ thua cuộc. Wow, cái này sẽ được tạo thành khung nhà tuyệt vời. Mình sẽ phát hỏa trước. Coi bộ cũng ra gì và này nọ phết ha. Giống mình rồi nè. Chuẩn không cần chỉnh. Giờ cắt phần thừa thôi. Đúng là mầm non mới nhú. Mình có thể xử lý nó bằng móng vuốt cơ đấy. Xong rồi. Hình như cậu đang bị chậm một nhịp đấy. Cậu chắc chứ? Mình làm xong trước rồi nha. Ngứa quá à. Ước gì mình có thể gãi được lưng nhỉ. Cậu thật hài hước. Kệ mình đi. Chà, cái này dùng được đó nha. Chính xác. Mình sẽ làm bức tường êm ái cho ngôi nhà. Rơm rít. Có lẽ chân này là đủ rồi. Xong, giờ gắn lông vào tường thôi. Mong là mình có thể làm được. Wow, còn một chút nữa thôi. Phew, nóng quá à. Không thể nào. Xong xuôi. Cậu đang nhìn gì vậy? Mình tự làm cả đấy. Bằng cách nào chứ? Mà thôi, nó không quan trọng. Chào mọi người nha. Ủa gì dạ? Ha, được rồi. Này, đừng cười đất đi. Chán ngợm. Cậu ổn chứ? Ha, mình hiểu rồi. Nhìn này, trơm rít. Xem mình có gì nè. Thông minh phết ha. Cậu thấy gì chưa hả đêm? Chưa là gì đâu. Mình có cách để dùng cái này vào ngôi nhà đấy. Vẽ một vòng tròn nào. Tuyệt vời. Giờ thì cắt nó ra nha. Mình sẽ làm cửa sổ từ cái này. Cậu ấy khéo tay quá đi. Xong, cậu thấy thế nào? 10 điểm. Tưởng gì? Giờ thì sơn nó thôi. Tuyệt vời. Mình sẽ cắt những chi tiết cần thiết ra từ tấm xốp. Cần phải cẩn thận nhé. Sợi dây đang rất nóng. Chà, mình sẽ sơn nó màu trắng. Và đồng tử cho mắt to sắp xong rồi. Hoàn hảo. Đến lúc thử nó thôi. Cũng không tệ đâu ha. Thấy sao nào? Cảm ơn nha. Giờ tụi mình nhìn nhau nhé. Trơm trích. Ngầu phết ha. Chà, nhà cậu có làm được vậy không nè? Nhìn xem. Nó còn nhìn vào cậu được đấy. Sao nào? Và đây là mũi nhé, khát náp bé nhỏ. Cậu đừng hòng qua mặt mình. Giờ thì chuyển sang việc tiếp theo thôi.
Wow, wow. Này, nhìn cây gậy đi. Cậu thích nó không? Oh yeah, đưa mình chơi. Bắt lấy đi. Ha, buồn cười quá. Wow, cậu ấy ở đây à? Đêm đang làm gì vậy nhỉ? Mình sẽ chỉ cho cậu. Cậu hứa mãi. Nhìn nè, hả? Ha, nhưng mình cũng đã làm được đất đai nhỏ rồi. Đất sét là ý tưởng hay đấy. Này, cho mình ít đất sét để bôi lên mũi được không? Năn nỉ đó. Hả? Đừng làm phiền mình. Thật thô lỗ. Mình phải làm gì đây? Làm ơn đi. Được rồi, đừng có làm bộ mặt đó nữa. Trim trích. Này, bắt lấy đi. Cảm ơn nha, phần còn lại mình sẽ tự làm. Wow, đây có phải là đất sét tự khô không? Đã quá đi. Sao lại không thêm ít lam vào ha? Ồ, trông cuốn quá đi. Ồ, không thể rời tay luôn. Sẽ đẹp lắm cho mà xem. Nhìn các hạt này đi. Và mình sẽ thêm một chút kim tuyến nha. Đơn giản mà rực rỡ. Mình chưa từng thấy vẻ đẹp nào như vậy trong đời. Thêm nhiều màu sắc hơn nha. Giống như cực quang vậy. Wow, thật không thể tin được. Tuyệt vời. Trộn đều mọi thứ lên thôi. Cậu từng thấy gì như thế này chưa? Mình có thể làm vậy cả ngày luôn đấy. Giờ tụi mình cần thêm một ít sơn nha. Được rồi, trộn lên nào. Và tạo hình chiếc mũi nhỏ.